1. Các con đã hiểu đề chưa ạ? Đặc biệt là bạn Phúc Tép học yếu nhất lớp. Bạn đã hiểu đề chưa để cả lớp chúng ta bắt đầu làm bài thôi ạ? Dạ, Phúc Tép hiểu rồi cô ạ. Cái này cũng dễ mà ta, đâu có khó đâu. Oh yeah. Xong rồi. Chào cô ạ, em đã làm xong rồi ạ. Được rồi, em quay cái video ở đây xem đáp án của bài như thế nào nào. Dạ, đây ạ. Em đọc lên luôn đi. 3 6 9 4 7 đây ạ. 3 6 9 4 7 đây ạ. Chào cô ạ. À. Cô chào em. Mời cô vô phòng chơi ạ. À. Rồi, cô xin phép, cô chào Phúc. Bạn Phúc đã làm xong bài tập chưa nhỉ? Dạ, em làm rồi ạ. À. Cho cô giáo xem nhá. Vâng ạ. À. Rồi, cô cảm ơn. Cơm cơm không? Ăn cơm này! Ăn cơm này!
chịu bánh nữa. Là cơm mà không bị bánh nữa.